nhiều lần đưa những đoạn phim do camera an ninh ghi lại cho thấy các chiêu trò mánh khóe lừa gạt của những tên trộm. Len lỏi trong những người khách, kẻ trộm đã nhanh tay lấy đi một chiếc điện thoại trên bàn thu ngân. Đây là bài học trong việc phòng chống kẻ gian cho các cửa hàng cửa hiệu có quá đông khách hàng. Còn với một cửa hàng ngăn nắp như thế này và chỉ có vài người khách đang dọn hàng, thì liệu điều gì sẽ xảy ra? Cửa hàng quần áo vào thời điểm này chỉ có vài người khách. Đoạn video tiếp theo chúng ta có thể thấy, cả khách và nhân viên bán hàng vẫn đang tiếp tục bận rộn với việc tìm kiếm các món đồ theo yêu cầu của khách. Thế nhưng một khách hàng có những biểu hiện rất kỳ lạ. Chiếc áo được đưa lên cao quá đầu, người khách nhanh chóng tiếp cận bàn thu ngân. Và liệu có phải đây là một kẻ trộm? Hãy chú ý vào chiếc túi xách đặt trên bàn thu ngân. Chiếc túi nằm ở một vị trí khá khuất, được che chắn bởi màn hình chiếc máy tính và bình hoa. Một chi tiết nhỏ khác, chủ nhân chiếc túi đã quên kéo khóa. Và người khách này thì tay chọn quần áo, nhưng mắt thì luôn hướng về chiếc bàn thu ngân. Một hành động chọn quần áo như thế này vô tình trở thành một tấm màn che chắn hoàn toàn tầm nhìn quan sát của cô nhân viên. Lần thứ nhất, người khách kỳ lạ này lặp lại hành động lén lút của mình, mắt vẫn không ngừng quan sát về hướng bàn thu ngân, kéo một sợi dây nhỏ trong túi ra, nhưng ngay lập tức buông xuống vì một người khách phía sau. Lần thứ hai, cô gái lộ diện là một kẻ trộm. Thế nhưng vào lúc này, có một người khách khác tiến đến. Ở góc độ khoảng cách này, cô gái hoàn toàn có thể phát hiện sự bất thường của người khách bên cạnh. Liệu vụ trộm có bị phát hiện không? Mặc dù hơi hốt hoảng vì sự xuất hiện bất ngờ của vị khách này, nhưng tên trộm vẫn bình tĩnh rút chiếc điện thoại trong túi xách ra, vứt lại cục sạc di động mà chủ nhân chiếc điện thoại đang cắm. Xem lại tình huống có thể thấy, bằng tiểu xảo rất tinh vi này, cô ta đã che chắn được hoàn toàn tầm nhìn của nhân viên lẫn camera an ninh. Và đây cũng rất có thể là một kẻ trộm chuyên nghiệp khi suốt khoảng thời gian lưu lại cửa hàng, camera an ninh chưa lúc nào ghi được hoàn toàn hình ảnh gương mặt của cô ta. Và điều đáng nói, trong khoảng thời gian vụ trộm diễn ra, có ít nhất hai người khách khác đã tiến đến tên trộm với khoảng cách khá gần, nhưng không ai phát hiện ra vụ trộm.